hayzo.vn, website bán nick ngọc rồng, đồ ngọc rồng, dịch vụ ngọc rồng, hoặc là bán nick liên quân. Anh em có nhu cầu có thể vào chọn vòng quay số và ra do nick, giá cực rẻ, giao dịch cực nhanh. Anh em lên hayzo.vn giao dịch nhanh hơn nhiều cũng chẳng mặt. Nếu bạn có nhu cầu mua nick ngọc rồng liên quân Free Fire giá rẻ thì nên shop Tú Phạm.net nhé. Shop đang có chương trình khuyến mãi nạp thẻ lên đến 110%, nạp 100.000 nhận ngay 110.000 shop full dịch vụ ngọc rồng và ngọc săn đệ nhiệm vụ bán ác liên quân Free Fire giá rẻ. Anh em có nhu cầu lên shop nha, mình để link ở dưới mô tả nhé. Ok, thank you anh em. Hello anh em nha. Mình là Nick Nhà 1 tỷ đây, thì hôm nay mình sẽ lại làm về con Winamax để cho anh em biết được là cái con Winamax này thì nên đeo cái đồ gì. Đấy, mình ấn phát là vào luôn. Nói chung là đối với mình thì nó là đơn giản thôi anh em ạ. Mình ấn phát là vào luôn. Anh em nhìn, mình chỉ đấm hai phát là đi một con rồi. Bây giờ mình sẽ tắt cái AK này, à tắt cái tàn sát đi để nhặt cái một ngọc này. Mặc dù một ngọc thôi nhưng mà mình vẫn nhặt anh em ạ. Bởi vì nhặt để mà mua cái capsule kỳ bí. À, cái viên capsule bay, không phải capsule kỳ bí, mà viên capsule bay anh em ạ. Đây thì bây giờ mình sẽ qua map vào con này. Ok. Và mình sẽ đấm bằng con này. Đó, thì anh em có thắc mắc là cái Winamax thì nên là đeo đồ gì. Bình thường mình đi là mình không đeo đồ, bởi vì mình đi bằng đậu. Thì hôm nay mình sẽ đi bằng đeo đồ. Đi bằng đeo đồ thì nó sẽ nhanh hơn một chút anh em ạ. Bởi vì kiểu mình không phải búp đậu, không phải canh HP ấy. Hoặc là anh em có thể auto HP cũng được. Thế nhưng mà mình sẽ đi bằng đồ thì nó không phải làm bất cứ một cái điều gì cả. Đây, bây giờ mình sẽ lấy con kẹp này qua bên tường thành 3. Chắc chắn là phải có kẹp anh em ạ. Đã gọi là Winamax rồi, chắc chắn là phải có kẹp. Win bằng sức đánh là phải có kẹp. Có rất là nhiều cách win, nhưng mà thông dụng nhất là có 3 cách win. Đó là win bằng xét phản sát thương là thông dụng nhất. 2 là win bằng sức đánh. 3 là win bằng đệ là thông dụng nhất. Trong 3 cái này thì cái win bằng phản sát thương thì AD fit rồi. Còn hai cái win này thì chưa bị đụng tới thôi anh em ạ. Chứ cũng chẳng biết là tương lai thế nào nữa. Được cái viên 7 sao này thì ăn thua gì anh em. Đánh đấm gì viên 7 sao. Đây, bây giờ mình sẽ sâu cho anh em đồ của con Winamax này. Nãy giờ anh em thấy mình đấm đến đây thì nó cũng chẳng mất một tí máu nào. Đồ đơn giản thôi, chỉ có mỗi một đồ hút máu 10% thôi. Đấy, anh em thấy nó đơn giản như vậy thôi. Không cần phải cầu kỳ. Nhạc đơn giản không thích cầu kỳ. Đừng hỏi anh tình yêu màu gì. Đúng như lời bài hát thôi anh em ạ. Thì tranh thủ, đây là kỳ nghỉ hè cuối cùng của cuộc đời mình anh em ạ. Mình học đại học năm nay năm thứ 2 rồi. Học đại học nha, chứ không phải là mình là trẻ trâu đâu. Năm nay năm thứ 2 rồi. Hết năm nay là hết năm thứ 2 ấy. Thì đến cái năm này này là mình lên năm thứ 3. Năm thứ 3 rồi mình, kỳ sau mình sẽ đi thực tập. Mình sẽ, năm sau mình sẽ đi thực tập. Thì mình sẽ không có hè. Mình sẽ không có kỳ nghỉ hè nữa. Không biết có hay không nhưng mà chắc là không có. Bởi vì kỳ sau là mình sẽ đi thực tập rồi. Thì làm sao mà có kỳ nghỉ hè nữa, đúng không? Thế nên là cố gắng cái kỳ này kiếm thật là nhiều tiền anh em ạ. Anh em có thể anh em vẫn còn ít tuổi, anh em cũng không biết được là tiền nó quan trọng như nào ấy. Đôi khi mình đi tán gái, mình nói thật với các anh em đây, tâm sự thật với anh em. Đôi khi mình đi tán gái thì rất là nhiều em bảo là coi như là tiền đối với em không quan trọng. Bởi vì mấy em nó đang ở lứa tuổi học sinh mà. Tiền đối với chúng nó đúng là cũng không quan trọng thật. Mình công nhận luôn, mình không nói con gái thực dụng, nhưng mà tiền đối với cả con gái mà ở lứa tuổi học sinh đúng là không quan trọng thật. Nhưng mà cái quan trọng nữa là nó quan trọng đối với mình, quan trọng đối với bản thân thằng đàn ông chứ không phải quan trọng đối với cả con gái. Anh em nghĩ bây giờ đi bao chúng nó công nước mà không mất tiền à? Đúng không? Đi bao chúng nó công nước mà không mất tiền, đi chơi mà không mất tiền à? Mà yêu mà không có đi chơi không các kiểu thì gọi gì là yêu, đúng không? Thế nên là mình khuyên anh em là nếu mà gia đình anh em mà nghèo như nhà mình ấy thì anh em nên kiếm tiền trước khi là yêu. Cứ đu đởn theo bạn bè yêu 10 năm, 5 năm, 10 năm trôi qua rất là nhanh. Anh em cứ tập trung vào kiếm tiền 5 năm sau ngang hàng với chúng nó, thậm chí còn giàu hơn chúng nó. Nhưng mà anh em mà không... Ui trời ơi, lại 7 sao, sao nó đen thế nhỉ. Anh em mà không không nghe mình mà anh em cứ đua đòi mà chơi bời ấy. Anh em đua đòi chơi bời theo kiểu bạn bè yêu đương vớ vẩn ấy. Nó tốn thời gian mà nó lại tốn tiền. 5 năm sau anh em mới thấy hối tiếc là giá ngày xưa mình đi kiếm tiền rồi bây giờ mình yêu thì có phải là... Bây giờ mình tính đơn giản cho anh em nha. Anh em đi làm lương tháng là 7 triệu đi. Lương tháng 7 triệu thì một năm là được 70 triệu đi.
gọi trong một năm mình anh em để ra được 50 triệu đi, như thế mình đơn giản thôi. Thì anh em mà làm được khoảng 5 năm anh em có 250 triệu, lấy 250 triệu anh em đi kinh doanh, anh em đi làm ăn, anh em gửi ngân hàng. Bây giờ mình tính gửi ngân hàng thôi, em có hơn triệu một tháng rồi, hơn triệu một tháng, và lúc đó anh em mới có 22 tuổi, từ 18 tuổi đi làm, 22 tuổi, 23 tuổi gì đó, thế là anh em cũng có hơn 200 cổ, đến lúc đó tiền lãi ngân hàng được hơn cổ rồi gì nữa, hơn cổ anh em đi, rồi là lúc đó 22 tuổi mà đi tán gái vẫn chưa phải là muộn một chút nào cả, 50, 27, 28 còn chưa có người yêu, chuyện đó là chuyện bình thường. Thế mình khuyên anh em là như vậy thôi, chứ còn nói chung anh em tùy anh em thích yêu đương gì cũng được, chẳng mình chẳng là cái gì mà ấy. Đây là mình rút ra bản thân từ mình thôi, mình bản thân mình rất là nghèo nên là mình cố gắng mình làm. Thì kỳ nghỉ hè này kỳ nghỉ hè cuối cùng của mình rồi, nên là mình ở nhà mình kiếm tiền anh em ạ, tranh thủ kiếm tiền phát anh em, nó phê nòi. Hy vọng phát này phát 4 sao này. Trời ơi. Đấy. Tranh thủ kiếm tiền phát, anh em hiểu không? Tranh thủ kiếm tiền phát, thế là phát này mình được một viên 4 sao nữa rồi. Cũng khá là ok anh em ạ. Mình cảm thấy khá là ok đấy. Nói chung mỗi lần đi này mình chỉ cần được 3 viên 4S thôi là cũng ổn phết anh em ạ. Anh em đi thì anh em có thể căn căn máu để mà qua map nhá. Căn căn con kẹp để mà qua map ấy. Thì đấy, vừa nãy là mình chỉ tâm sự với anh em một chút về cuộc đời mình, giống như kiểu là cũng là một người từng trải qua mấy cái năm cấp 3. Mấy năm cấp 3 thì mình cũng cày game, cũng kiếm được rất là nhiều tiền. Học sinh cấp 3 mà có 5-70 triệu. Nhưng đợt ý mình yêu đương, mình nói chung là ăn chơi, nghịch ngợm, mua xe đạp điện, mua điện thoại xịn, mấy cái nó chẳng để làm gì cả. Mình khuyên anh em bây giờ anh em có được khoảng 25 triệu, thà 20 năm triệu Việt Nam đồng ấy, chứ không phải 25 triệu, thì anh em bỏ ra anh em mua một cái điện thoại iPhone 5S, à quên, iPhone 10, iPhone XS, thì là đại loại nó là iPhone ấy, thì thà anh em mua cái điện thoại 7 triệu, rồi 20 triệu nữa anh em làm một cái ví 20 triệu đấy, dẫn gái đi chơi, anh em mở cái ví bên, anh em rút tệp 20 triệu ra, rút tờ 500.000 ra trả cho nhân viên, được chưa? Nó oai hơn hẳn, tầm nó khác hơn là anh em cầm cái điện thoại 20 triệu, hơn nhiều chứ, đúng không? Điện thoại 20 triệu thì nó cũng chỉ là ấy, nói chung là nó hơn rất là nhiều. À quên mất, mình lại ấn thôi, cũng được anh em, nó oai hơn rất là nhiều luôn anh em ạ. Đấy, thì đoạn làm video nói chuyện tâm sự với cả anh em cũng vui, chứ bình thường mình ở ngoài đời mình cũng ít tâm sự với cả ai đó. Mình nói chung là mình cũng chuyên tâm vào học hành, rồi về là mình kiếm tiền. Ở đây mình nói nhiều thôi chứ ở ngoài đời mình cũng nói nhiều, nhưng mà không nhiều lắm đâu. Nói chung là vẫn có thể gọi là sống nội tâm, vẫn có thể gọi là một người sống nội tâm ở ngoài đời ấy. Ở đây chẳng nghĩa làm video lại không nói gì, đúng không anh em? Cũng khó. Đây, bây giờ mình sẽ đợi nó hồi cái khi năng lượng. Bây giờ mất 8 phút rồi, hơn 8 phút thì đi một con Winamax này tầm mất 10 phút. Thế mình đi lâu anh em ạ, chứ bình thường mình chia màn hình ra mình không nói chuyện gì, mình ngồi mình đi là mất tầm 7 phút. Đấy, thì bình thường mình cũng thế anh em ạ, bình thường mình đi học về thì mình giống như là mình nhốt mình trong một cái căn phòng trọ ấy, thế rồi mình buôn bán rồi mình cày game thôi, chứ mình cũng chẳng giao lưu chơi bời nhiều. Cũng có nhưng mà cũng nói chung là ít, nói chung là mình khá là ít chơi bời so với bạn bè là đứa nó còn nhận xét mình là gọi là giống như kiểu là có tiền mà không biết tiêu ấy, đại loại nó là gọi là mình là một con người mà có một số đứa nhận xét là mình là một con người là gọi là nhiều tiền nhưng mà không dám tiêu, không biết tiêu, thì đá liên tục này, cay thế nhỉ. Đại loại nó có tiền mà không biết tiêu ấy, không biết hưởng thụ ấy. Kiểu nôm na nó thế. Ôi, trận này đi được ít 4S quá. Nhưng mà cuộc sống mà anh em, nhà đã nghèo rồi, bây giờ mà tiêu thì kiếm được đồng nào thì tiết kiệm, biết tiết kiệm làm nào bây giờ.
Thế nói mình nói với anh em mình chia sẻ thật. Yêu mình còn chẳng dám lại còn. Đấy. Sao mình đi mình vẫn nhà từ 4S bình thường mà anh em lại không nhà từ 4S nhỉ? Mình cũng không hiểu. Anh em rất nhiều người IB mình là Win xong không nhận được 4S, xong mình vẫn nhặt được 4S bình thường, mình đi con nào cũng nhặt được 4S cả. Ok anh em nhé, vậy là mình chốt lại là khi mà anh em mà đi win bằng 5x ấy, thì anh em mang một đồ hút máu đi. Và theo mình nghĩ thì anh em không nên mang cái gì mà đi bằng đậu thì nó dễ được 4S hơn. Mình đi bằng cái này được mỗi 2 viên, bèo quá anh em ạ. Ok bye bye tất cả anh em.